Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi có sự đồng xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm là một chậu hoa mai lan là chế tác gỗ chắc đỏ đen chuẩn của Việt Nam. Vâng, một chất liệu gỗ rất chi là sang trọng và giá trị ngay từ cái phôi rồi để đục lên một tác phẩm một chậu hoa mai lan với một đôi chim rất đẹp. Cái kia hàng đục kỹ sắc nét thì từng cái nét đục, cái bình được bo rất tròn đẹp, cái vân tuyệt vời luôn anh chị nhá. Chất liệu gỗ chắc đỏ đen thì quá tuyệt vời rồi. Đây, tác phẩm này có chiều cao là 79, vâng, cao 79 là thần tài lớn đấy, cao 79 ngang 55 và sâu là 33 anh chị nhá. Cao 79 ngang 55 và sâu là 33. Vâng, tác phẩm này để chế tác ra một tác phẩm với kích thước này thì anh chị có hình dung là bên em sẽ sử dụng được phải cần bao nhiêu gỗ. Vâng, cần bao nhiêu cái gỗ chắc đỏ đen đẹp tuyệt vời này thì ra được tác phẩm này. Và trên chất liệu cái gỗ chắc có giá trị này thì không lẽ nào em sẽ làm ảo cho một tác phẩm. Và đây sẽ là một tác phẩm hàng đục kỹ anh chị đã thấy đây. Những cái nhành lan được đục rất kỹ, làm rất sạch luôn nhá. Cây hoa lan này nếu mà ngoài đời thường là chắc là mấy chị chơi lan cũng biết là giá trị nó cao lắm. À này, đục rất đẹp luôn chị nhá. Rồi cây lan. Một cây nhành lan. Và đây tác phẩm này còn rất bụi nên em quay nên mà đã đẹp như này rồi. Và bên ngoài thật đời thực nữa mà nếu mà lau bụi đi nó đẹp hơn nhiều, và bên ngoài đời thực thì nó đẹp gấp nhiều lần trong camera nữa. Vâng, với chiều cao là 79 ngang 55 và sâu là 33. Tác phẩm này sẽ có giá là 11 triệu rưỡi không bao ship anh nhá. 11 triệu rưỡi không bao ship cho tác phẩm một chậu mai hoa lan được chế tác gỗ chắc đỏ đen đẹp tuyệt vời này, cao 79 ngang 55 và sâu là 33. Thông tin chi tiết về sản phẩm anh chị hãy liên hệ Tương Gỗ Sử Nguyên Hồng, số điện thoại 0987336318. Vâng. Chỉ là 11 triệu rưỡi không bao một người 11 triệu rưỡi bao ship cho tác phẩm này. Đẹp tuyệt vời luôn ạ. Một cây mai hoa lan. Đây anh chị thấy cái vân gỗ rất đẹp luôn. Nếu mà lau đi thì đẹp lắm. Cái vân gỗ cả cái bình ấy là bình liền luôn. Cả cái đế dưới bên dưới là cái đế lục giác ấy, mấy cái bình là liền với nhau anh chị nhá. Cái phần này thì chỉ có chắp một cái đoạn gọn, chắp một cái phần đoạn gọn và vài cái cành nhỏ. Bình mai nào thì cũng phải chắp rồi. Bình mai nào cũng phải chắp, nhưng tác phẩm này em rất hạn chế chắp. Và nhành lan kia cũng phải chắp luôn nhá. Nhành lan phải chắp nhưng mà cái công nghệ chắp thì đã tuyệt vời rồi. Tác phẩm rất tuyệt vời luôn anh chị nhá. Chỉ là 11 triệu rưỡi bao ship cho tác phẩm này. Anh chị hãy liên hệ số điện thoại 0987336318 để sở hữu những tác phẩm đẹp sang trọng như này. Và bên kia có một cái bình hoa mai, chậu mai. Chậu này thì nó dài lắm, mình chế tác gỗ hương. Có lẽ em sẽ làm một cái video khác để giới thiệu về cái bình này luôn. Vâng, làm một video khác để giới thiệu về cái bình này thì cái video nó phải nằm ngang thôi thì mới nhìn được hết.